Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh giới thiệu và đánh giá các thiết bị đo lường đến từ Nhật Bản của công ty thiết bị đo Semiki. Hôm nay Semiki muốn giới thiệu một dòng sản phẩm đo lực căng của dây Bell, dây Kura đến từ nhà sản xuất là Unita, xuất xứ Nhật Bản. Thì model hôm nay mình muốn giới thiệu đó là dòng model U550. Đây là model kế thừa của dòng U508 mà hãng đã ngưng sản xuất. Vậy thì tại sao hãng lại ngưng sản xuất dòng U508 và kế thừa dòng 550 này? Tiếp theo Semiki sẽ đi vào chi tiết giới thiệu sản phẩm. Ok, tiếp theo Semiki sẽ giới thiệu chi tiết các phụ kiện cũng như là thân máy của dòng U550 đến từ hãng Unita ha. Thì đầu tiên đây là vỏ hộp ghi chi tiết sản phẩm. Thì công ty là Gate Unita ASEAN Company này nằm ở Nhật Bản. Thì đây Gate là một cái tập đoàn sản xuất những cái sợi dây Bell, dây Kura và những cái thiết bị đo lường để kiểm tra lại lực căng của sợi dây họ sản xuất ra. Thì đây là một cái dòng sản phẩm đo lường của họ, có model là U550. Thì phía trong của sản phẩm gồm có những cái giấy chứng nhận bảo hành và catalog của sản phẩm. Tiếp theo chúng ta sẽ có thân máy chính. Thân máy chính thì dòng U550 này có thân máy là màu đen, U508 thì có thân máy là màu đỏ ha. Đây là tem bảo hành của Semiki. Tiếp theo chúng ta phía bên phải chúng ta có một cái cổng mini USB để chúng ta có thể kết nối cable mini USB vào và chúng ta lấy dữ liệu ra máy tính. Sản phẩm dùng hai viên pin 2A để cấp nguồn. Và đây là thông số của sản phẩm, đây là tên gọi của sản phẩm, đó là máy Beruto này, kiểm tra lực căng của dây Bell ha. Đây là model U550. Thì và các tiêu chuẩn ROS, đạt được tiêu chuẩn ROS và xuất xứ là Nhật Bản. Ở phía trong nữa thì chúng ta sẽ có hai viên pin 2A cũng như là một cái bao đựng sản phẩm khi chúng ta đi hiện trường kiểm tra trên cái dây chuyền sản xuất. Ngoài ra thì hãng sẽ kèm thêm một cái đầu đo cơ bản, đầu đo standard. Đo này kết nối bằng qua một cái cổng hai chấu. Ngoài ra thì hãng có thêm option là ba loại đầu đo khác nhau với loại dạng như là dây nối dài để chúng ta có thể là kiểm tra lực căng ở những cái khu vực cần phải phức tạp hơn. Thì tiếp theo Semiki sẽ hướng dẫn sơ bộ về cách sử dụng sản phẩm đo lực căng dây Bell U550 của hãng Unita. Okay, tiếp theo Semiki sẽ hướng dẫn sơ bộ về cách sử dụng thiết bị đo lực căng dây Bell đến từ hãng Unita Nhật Bản ha. Model là U550. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kết nối đầu đo vào thân máy qua cái cổng hai giắc cắm. Chúng ta sẽ quan sát ở đây cái đầu cắm nó ở hãng sẽ chừa một cái khớp để chúng ta tiếp xúc lại với lại là cái thân máy và chúng ta di chuyển để chúng ta có thể là gắn đầu dò vào. Sau khi gắn đầu dò vào, chúng ta sẽ kết nối pin vào thân máy phía sau. Ok, đây là hoàn tất một cái việc lắp đặt thiết bị. Sau khi kết nối đầu dò và pin vào thiết bị thì chúng ta có thể đo lường bằng cách chúng ta ấn power. Thì ở trên cái menu hiển thị ở đây, đây là một cái màn hình LCD ha, nó là dòng màn hình nâng cấp với góc nhìn rất là rõ so với dòng U550
008 đã ngưng sản xuất. Thì ngay từ màn hình chờ chúng ta sẽ thấy ba thông số ở đây, đó là M, W và S. Thì ba thông số này chính là ba thông số của sợi dây Bell, đó là độ dài của sợi dây Bell, độ rộng của sợi dây Bell và cái span của sợi dây Bell. Và ứng với mỗi cái sợi dây Bell, dây Cura thì chúng ta sẽ phải kiểm tra cái thông số đó trước khi nhập. Thì hãng có kèm theo cho chúng ta catalog để chúng ta có thể kiểm tra được cái sợi dây Bell của chúng ta thuộc thông số MWS ở đâu. Thì đây là bản tra ha. Semiki sẽ dẫn cái đường link bằng tiếng Anh cho mọi người tham khảo. Tiếp đến, sau khi mà chúng ta đã nhập được cái dữ liệu ba thông số, ví dụ Max, W và S, thì ở đây chúng ta sẽ kiểm tra được, chúng ta có thể select vào về là chúng ta đã lưu được cái thông số. Ví dụ đây là máy đang chọn, đây là cái bộ lưu của nó là số 5. Thì những cái thông số này đối ứng với sợi Bell này, chúng ta sẽ cài đặt được nhiều cái chương trình với thông số mỗi sợi Bell khác nhau. Tiếp theo, sau khi nhập ba thông số này, chúng ta ấn Measure. Thì chúng ta sẽ để cái đầu dò sát sợi dây Bell và máy sẽ bắt được cái tần số của sợi dây Bell và sau đó sẽ cho ra kết quả của lực căng. Hiện tại thì mình không có cái sự giả lập nên máy đang báo là measure không được. Sau khi máy đo xong thì chúng ta sẽ chọn lại thông số khác và chúng ta có thể nhập dữ liệu tiếp. Máy sẽ tự lưu kết quả vào trong cái bộ nhớ của máy. Sau khi sử dụng xong chúng ta tắt nguồn. Thì hãng cũng kèm theo cho chúng ta thêm một cái đường link và cái hướng dẫn sử dụng cái phần mềm kết nối với máy tính để chúng ta có thể lưu được cái dữ liệu mà chúng ta vừa đo được và phân tích bằng biểu đồ. Ok, Semiki vừa giới thiệu một cách tổng quan nhất về sản phẩm đo lực căng sợi dây Bell của hãng Unita, xuất xứ Nhật Bản và model đó là U550. Thì thiết bị đo lực căng của Unita U550 được ứng dụng rất là rộng rãi trong các cái nhà máy sản xuất và các đơn vị bảo trì, có thể kiểm tra được lực căng của những sợi dây Cura, những sợi dây Bell trong động cơ, trong những cái lai truyền để đánh giá được cái sự ổn định hoặc là cái quy trình độ bền của cái hiện tại còn sử dụng được hay không của cái sợi dây Bell. Thì mọi người có thể liên hệ các kỹ thuật của Semiki để có thể có những cái tư vấn và cung cấp những cái giải pháp phù hợp đối với việc đo lực căng dây Bell. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.